Học trò đầu trọc khiến Lisa phát cuồng trong thanh xuân của bạn bất ngờ bị tổ đánh đập nữ trợ lý, nhà đài xứ Trung còn cố tình che giấu. Lương Xuân, thí sinh nổi bật khiến Lisa ấn tượng nhất sau tập 3 thanh xuân của bạn mùa 3 vừa lên sóng, đang khiến cộng đồng xứ Trung xôn xao vì phút căng. Sau truyền hình thanh xuân của bạn vừa lên sóng đã gặp phút căng đầu tiên. Vào sáng ngày 21 tháng 2, nhiều blogger đồng loạt đăng bài về việc thực tập sinh Lương Xuân tố bạo hành, đánh đập trợ lý. Điều đáng nói, Lương Xuân hiện đang là học trò nổi bật nhất của show, từng khiến Lisa vô cùng thích thú vì mái đầu trọc, sau đó còn ngỏ lời muốn anh chàng dạy nhảy Latin. Trong bài đầu tố này, blogger chia sẻ năm 2018, trang Soho từng đưa tin ẩn danh về việc một sao nam đánh đập nữ trợ lý suốt 10 phút đồng hồ tại một khách sạn ở Thượng Hải. Đáng chú ý, cô gái bị đánh chỉ là trợ lý của một nữ diễn viên khác trong đoàn làm phim, không phải trợ lý của sao nam này. Thông tin tiết lộ cho hay, sao nam này từng đóng Phù Gia Hoàng Hậu với Dương Mịch, bên cạnh đó còn có bộ phim Toàn Chức Cao Thủ, năm 2016 ký hợp đồng với công ty giải trí Hoa Nghị Huynh Đệ. Đối chiều với tất cả dữ kiện trên, nhiều người khẳng định sao nam bạo hành trợ lý đấy chính là Lương Xuân. Bài báo trên trang Suhu cung cấp nhiều dữ kiện, trong khi đó trên Weibo, Lương Xuân từng giới thiệu bản thân với vai trò từng đóng Phù Giao và Toàn Chức Cao Thủ. Bên cạnh đó, một blogger còn chỉ ra rằng trong clip chúc mừng năm mới của dàn thực tập sinh xanh xuân có bạn. Bên cạnh đó, một blogger còn chỉ ra rằng trong clip chúc mừng năm mới của dàn thực tập sinh thanh xuân có bạn, nam idol có tên Vương Duyệt chia sẻ rằng mong rằng mình sẽ không bị bắt nạt, tuy nhiên không biết vì lý do gì mà nhà đài xóa đoạn video đi. Chi tiết này càng làm dấy lên tin đồn Lương Xuân là người có xu hướng bạo lực, bắt nạt người khác nhưng được nhà đài ém nhẹm. Hiện tại phía Lương Xuân chưa đưa ra bất cứ phản hồi nào về vụ việc. Lương Xuân sinh năm 1997, tốt nghiệp Học viện Hí kịch Trung ương. Trước khi tham gia Thanh Xuân Có Bạn, anh đã là một ngôi sao nhận được nhiều sự quan tâm và chú ý khi góp mặt trong nhiều dự án lớn như Phù Gia Hoàng Hậu, Toàn Chức Cao Thủ, Hãn Thành, Archimedes Thân Yêu. Nhờ chiều cao nổi bật 1m92, gương mặt sáng, đặc biệt là mái tóc cạo trọc, Lương Xuân đã gây chú ý cao ở ngay tập đầu chương trình. Hình ảnh của Lương Xuân trên phim và trong chương trình. Nam idol này còn có một quan hệ rất thân thiết với Sehun, thành viên nhóm EXO. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của Pi. Cả nhà đừng quên ấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.